Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mẹ của Hồ Duy Hải mong con được về nhà. Ngày 21 tháng 8, luật sư Ngô Ngọc Trai có bài Vụ Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan mong con trai được về nhà lấy vợ sinh con, đăng trên một trang báo quốc tế tiếng Việt. Theo đó, mới đây, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, đã ra Hà Nội đến gặp luật sư trong cuộc gặp gỡ này bên cạnh những câu chuyện đau khổ của người mẹ kêu oan cho con, lần này luật sư và bà Loan bắt đầu nói về những chuyện khi mà Hồ Duy Hải được trả tự do. Hình ảnh bài trên BBC tiếng Việt. Trong nhiều lần nói chuyện, bà Loan thường hay nhắc đến vụ ông Hàng Đức Long được minh oan trả tự do và mong ước sao cho con trai bà cũng được như vậy. Bà xót xa cho con trai bị mất tuổi xuân ở trong chốn lao tù. Bà mong luật sư giúp cho Hải sớm được trả tự do để về nhà lấy vợ sinh con. Luật sư cho rằng một điều cần được làm rõ xung quanh vụ án Hồ Duy Hải đó là nhiều người vẫn nghĩ rằng phải tìm ra được hung thủ thật sự thì mới mong được minh oan. Đây là nhận thức sai nhưng nó dễ khiến cho nhiều người tán đồng nhất trí. Luật sư trình bày quy trình tố tụng như sau. Đầu tiên khi một vụ án mạng xảy ra thì sẽ có một người hoặc một số người thuộc diện tình nghi bị điều tra, những người này sẽ bị áp dụng một số biện pháp điều tra được luật định. Ví dụ như sẽ bị triệu tập thẩm vấn lấy lời khai, nghiêm trọng hơn là sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giam giữ. Sau một quá trình thời hạn điều tra theo luật định, nếu không chứng minh được người này đã thực hiện hành vi phạm tội, thì khi đó cơ quan tố tụng sẽ phải đình chỉ điều tra đối với người này đồng nghĩa với việc kết luận họ không phải là thủ phạm nếu trước đó đã bắt giam giữ thì phải trả tự do và bồi thường trong trường hợp nghi phạm được đưa ra tòa xét xử và bị kết án có tội sau đó theo những quy trình thủ tục tư pháp ở các cấp xét xử tiếp theo mà hội đồng đưa ra những nhận định đánh giá lại không đủ cơ sở căn cứ để kết tội người này ví như cấp phúc thẩm thay đổi phán quyết của cấp sơ thẩm hoặc cấp giám đốc thẩm thay đổi những phán quyết của các cấp trước đó thì khi đó phải trả tự do, minh oan và xin lỗi công khai đối với người này. Đó là quy trình của tố tụng hiện nay mà ở Việt Nam hay các nước đều như thế. Luật sư nhấn mạnh trong trường hợp không đủ cơ sở căn cứ đánh giá kết tội một người thì xác định người đó không có tội. Việc này hoàn toàn không phụ thuộc vào việc đã bắt được hung thủ đúng hay chưa? Hình ảnh tử tù oan Hồ Duy Hải Theo luật sư, thực tế qua một số vụ án, chỉ thấy khi người ta bắt được thủ phạm thực sự thì mới biết rằng người đã bị kết án là oan sai, cho nên phải trả tự do và xin lỗi. Vì như các vụ án của ông Nguyễn Thành Chấn hay Huỳnh Văn Nén, nhưng cũng có những vụ việc không tìm ra được thủ phạm, ví như vụ án của ông Hàn Đức Long. Luật sư nhận định vụ án của tử tù hàng đức long thuộc trường hợp minh oan trả tự do trong bối cảnh chưa tìm ra được thủ phạm thực sự điều này mang ý nghĩa quan trọng hơn nhiều cho cộng đồng trong mục đích thực thi nguyên tắc pháp lý việc phải tìm ra được thủ phạm đúng không nên trồng vào cổ của những người bị oan sai họ không nên bị ràng buộc vào thứ trách nhiệm vô cùng khó khăn phức tạp như là việc tìm ra được thủ phạm đúng của vụ án nếu cứ phải chờ đợi tìm ra được thủ phạm thực sự thì mới được minh oan thì đó là một sự bất công và lo lắng khủng khiếp trong khi mọi người sẽ cảm thấy yên tâm an toàn hơn nhiều nếu như sau quá trình điều tra không chứng minh được mình là thủ phạm thì người ta sẽ phải xác định bản thân là người không phạm tội vẫn theo luật sư trong vụ án bưu điện cầu voi chứng cứ cho thấy hải không phải là thủ phạm là dấu vân tay của Hải không trùng khớp với dấu vân tay thu được ở hiện trường. đúng ra thì Hải phải được xác định là không liên quan và được loại bỏ như nhiều người tình nghi khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. Đ với bản tin mẹ hồ duy hải mong con được về nhà. vì sao nhiều người lên tiếng chống Vingroup ngày 20 tháng 8 trên trang Facebook cá nhân của tác giả chu hồng quý có bài vingroup vì sao chúng ta phải lên tiếng tác giả đặt các câu hỏi ai ghét và ai muốn diệt phạm nhật vượng với vingroup không ai quen biết chẳng ai oán thù phạm nhật vượng thì thương ghét để làm gì tại sao người ta phải lên tiếng hình ảnh status trên trang cá nhân chu hồng quý và tác giả trả lời người ta chỉ xót xa và thấy có trách nhiệm phải lên tiếng bằng bổn phận của một công dân đất đai là máu và nước mắt của dân oan là mồ hôi nhiều đời của cha ông để lại tài nguyên và nguồn lực quốc gia là hữu hạn tiền anh vượng đầu tư ở singapore để nộp thuế cho xứ người khi lập công ty con ở singapore hay thiên đường thuế cayman island không phải lấy từ mấy gói mì tôm anh ấy mang về từ ukraine tác giả dẫn số tiền mà vingroup và các công ty con nợ vào ngân sách tính từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 9 năm 2022 vào khoảng 150.000 tỷ đồng, tương đương 6,5 tỷ USD. Trong 150.000 tỷ đó, phần lớn gần 60% là tiền thuế đất và các nghĩa vụ khác. Tiền thuế đất càng nhiều thì tài nguyên quốc gia vào tay Vingroup càng lớn, đất nước được lợi gì? Tác giả cho rằng, trong khi nền kinh tế của chúng ta còn thiếu vốn cho nhiều doanh nghiệp, dự án khả thi thì Vingroup đang có kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu cho công ty VinFast của Singapore kinh doanh để nộp thuế cho xứ người. Tác giả đặt vấn đề liệu có thực sự Phạm Nhật Vượng không mánh mung, không móc ngoặt, không tay trong tay ngoài và bây giờ có phải đã thành công nhờ thực lực thật không? Ở xứ này bất cứ mọi đại gia bất động sản nào có dám đảm bảo mình không mánh mung, không móc ngoặt, không tay trong tay ngoài mà kiếm được dự án. Tiếng oan dậy sống của người dân thủ thiêm hơn 2 thập kỷ tới nay vẫn còn ai oán. Hình ảnh một bài bình luận về những thành tích tạo ra oan khuất của Vinhomes. Tác giả tiếp tục đặt loạt câu hỏi, thành công nào cho xe điện tàu mang nhãn hiệu VinFast? VinFast cấm cờ nào trên đất Mỹ? Cờ Singapore hay cờ Anh Quốc đại diện cho xứ thiên đường chuyển thuế Cayman Island, nơi VinFast Singapore có công ty con. Theo tác giả, VinGroup còn cổ suý cho một thói hành xử vô pháp nếu doanh nghiệp nào cũng như VinGroup. Khi có vấn đề rắc rối với chất lượng sản phẩm bán ra thì kêu công an, liệu đất nước này còn luật pháp, dùng tiền để dựa vào uy lực của an ninh trong các ứng xử với khách hàng thì tồn tại sao nổi trên một xứ sở thượng tôn pháp luật như nước Mỹ tác giả nhận xét chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng vụ sbac cổ phiếu vfs vừa mới lên sàn phiên đầu tiên mà báo chí truyền thông đã nổ sập trời tác giả bình luận giá trị vốn hóa được quyết định bởi dòng tiền mà dòng tiền thì do các nhà đầu tư trên thị trường quyết định và không phụ thuộc vào người sở hữu nó chỉ một phiên giao dịch cũng có thể nhân đôi hay chia hai tài sản tài chính của họ bởi vậy vốn hóa thực ra chỉ là một giá trị ảo. Giá trị thực mà công ty sở hữu là giá trị kế toán và có thể cả giá trị thương hiệu nữa. Giá trị kế toán thì VinGroup đang âm, vốn chủ sở hữu nợ phải trả lớn hơn tài sản đang nắm giữ. Thương hiệu thì không có công nghệ, chỉ nhập xe tàu về bán. Vậy giá trị thực của VinGroup có gì? Chỉ duy nhất có lòng yêu nước cuồng loạn của đàn ngạo nghệ viên và nỗi đau của dân oan mất đất mất nhà tác giả mỉa mai báo chí cứ săn sái xăm xăm đi thống kê giá trị vốn hóa của phạm nhật vượng đó là trào lưu thủ dâm tinh thần coi giá trị ảo hơn giá trị thực thích ngửi hơn ăn thích nhìn hơn nắm cuối cùng tác giả cảm thán trẻ nghèo không có cơm ăn áo mặc không đủ sách tới trường nhưng phải xây tượng đài cổng chào thật to để ngồi ngắm quên ăn Hàng trăm doanh nghiệp đã bị người ta thâu tóm để mình trở thành làm thuê cho họ, nhưng vẫn tự hào ngạo nghễ vì thắng họ một trận bóng giải ao làng. Đất nước có bao giờ được như thế này chưa? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin vì sao nhiều người lên tiếng chống VinGroup. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất, Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề.